Và đây là cách xên nhân đậu đỏ để mình làm bánh trung thu, bánh bía, bánh trung thu dẻo. Với cách xên nhân của ngày hôm nay của mình thì nhân có độ ngọt vừa, rất là dẻo, độ ngọt vừa phải. Do đó là các bạn yên tâm về độ ngọt. Nếu thích nhân đậu đỏ này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn xên nhân đậu đỏ. Về nguyên liệu, ở đây mình sử dụng là 300g đậu đỏ khô và mình đã ngâm qua đêm, mình ngâm khoảng 7-8 tiếng gì đó. Rồi sau khi ngâm thì các bạn rửa sạch lại với nhiều lần nước, rồi mình để ráo khoảng 5 phút thôi, chứ mình không có để ráo lâu. Để ráo lâu thì một hồi cái hạt đậu của mình nó sẽ khô trở lại. Đậu xanh thì mình sử dụng 150g đậu xanh khô và mình cũng ngâm thời gian chung lượt cái đậu đỏ luôn, rồi rửa sạch, rồi để ráo khoảng 5 phút. Mình đã cho vào nồi rồi, một hồi mình sẽ chế nước và mình nấu. Mạch nha thì mình sẽ sử dụng là 135g mạch nha. Trong công thức này thì sử dụng mạch nha thì cái nhân của mình nó sẽ dẻo ngon hơn. 135g mạch nha, 135g dầu ăn, 1 muỗng cà phê muối. Đường thì mình sẽ sử dụng là 315g đường. Bột bánh dẻo thì sử dụng là 80g. Bột bánh dẻo này là bột và làm bánh dẻo để làm bánh trung thu, hoặc là bột làm bánh in đó các bạn, hay gọi là bột nếp rang. Có loại bột này thì mình xên nhân nó dẻo lắm. Mùa này thì gần tới trung thu rồi nên người ta bán rất là nhiều. Các bạn có thể là tìm kiếm mua rất là dễ dàng. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước vào để mình nấu hai loại đậu này. Đậu đỏ thì mình sẽ cho vào đây là 3 lít nước để mình nấu. Đậu xanh thì cho vào đây là 300g nước. 150g đậu xanh thì mình sẽ cho vào đây là 300g nước để mình nấu. Mình sẽ để lửa lớn cho nó mau sôi. Khi nào nó sôi rồi mình sẽ hạ xuống lửa vừa, mình nấu từ từ cho cái hạt đậu của mình nó chín. Đậu xanh thì mình cũng sẽ để lửa lớn, khi nào nó sôi rồi mình sẽ hạ xuống lửa vừa thôi. Khi nước sôi thì mình sẽ hạ xuống lửa vừa hoặc là lửa nhỏ thôi, mình nấu từ từ đến khi nó cạn nước nha. Nước sôi rồi thì mình hạ xuống lửa vừa. Các bạn có thể mình vớt bọt nha. Bây giờ mình sẽ tính thời gian nấu từ lúc đậu nó sôi. Khi đậu xanh nó đã cạn như thế này nè, mình sẽ vặn xuống lửa thật nhỏ rồi mình đậy nắp lại. Đậu mình đã nấu được 7 phút rồi nè các bạn. Bây giờ thì nó đã chín mềm rồi đó. Các bạn có thể là mình dùng tay á, mình kiểm tra nó. Mình cho hạt đậu vào ngón tay rồi mình sẽ kiểm tra độ chín mềm của nó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, nhưng mà mình vẫn sẽ đậy nắp, mình ủ khoảng 10 phút để đảm bảo cái đậu của mình nó mềm, thật là mềm rồi để mình dễ xay. Coi như là phần đậu của mình đã xong. Đậu đỏ thì mình đã nấu được 1 tiếng rồi nè, bây giờ nó mềm rồi. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần đậu đỏ ra, phần nước thì mình sẽ chừa lại để một hồi mà nếu như mình xay trong máy xay á, nó hơi khô thì mình sẽ múc cái nước đậu đỏ này mình cho vào mít để cho nó dễ xay. Phần đậu đỏ mình vớt nó ra nè, phần nước thì mình để lại xay khó thì mình sẽ cho một ít vào. Đậu xanh thì mình cũng đã nấu rồi đó, như thế này rất là ngon. Bây giờ mình sẽ xay hai phần đậu này luôn. Mình sẽ cho vào cối, xay cối mình xay cho thật là mịn. Cái đậu đỏ thì nó dễ bị lợn cợn lắm, do đó mình xay thật là mịn nha các bạn. Mình cho đường vào mình xay luôn. Mình cho vào đây một ít nước. Cho muối vào luôn. Mình đã xay cho nó mịn rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho vào một cái chảo. Xên nhân thì các bạn nên sử dụng chảo chống dính nha. Đậu xanh thì mình cũng xay như vậy luôn. Nếu như cảm thấy mà nó bị khô thì mình múc cái nước đậu đỏ mình cho vào. Sau khi mình xay hai loại đậu rồi mình trộn chung lại thôi. Mình cho mạch nha vào.
Còn phần dầu ăn này mình sẽ cho vào bột bánh dẻo mình trộn đều lên. Sau khi trộn đều rồi mình sẽ để yên qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi xào cái phần hỗn hợp nhân này. Bây giờ mình sẽ để lửa vừa. Mình sẽ sơ mình đảo đều liên tục nha. Mình sẽ bắt đầu tính thời gian luôn. Sau khi mình sên được 20 phút rồi, giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp bột này vào. Trộn đều lên. Lúc này thì các bạn hạ xuống lửa nhỏ thôi, nhỏ hơn lửa vừa một chút. Càng về sau thì nó càng dẻo thì mình phải hạ lửa nhỏ, thật nhỏ. Rồi tương tự vậy thì mình cứ việc mình đảo đều mình sên tiếp tục. Khi cho bột vào cái nhân của mình nó sẽ dẻo ra như thế này. Nhân mình đã sên được khoảng 50 phút rồi nè các bạn. Giờ nó dẻo rồi nè. Thì đôi lúc tùy theo cái lúc mà xay đậu á, các bạn cho bao nhiêu nước vào mình xay thì sên nó sẽ lâu hơn. Do đó các bạn sên đến khi nào mà lượng nhân á, thành phẩm các bạn cân cho mình được là 1450 gram, tức là 1,450 kg. Như vậy là cái nhân của mình nó đạt nha. Phần nhân này thì mình sẽ để nguội, xong rồi thì các bạn bảo quản thì có hai hình thức. Là nếu như bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh thì mình bảo quản được khoảng 3 đến 5 ngày, còn bảo quản trong ngăn đông thì khoảng là 10 ngày. Các bạn lưu ý sau khi mà các bạn để trong ngăn mát hoặc để ngăn đông á, khi các bạn sử dụng thì mình đem ra ngoài mình để cho nó bớt lạnh, rồi mình cho lên chảo mình sơn lại, sơn cho nó ấm, nó dẻo cái nhân lại, rồi mình để nguội mình làm bánh lại. Chứ không phải là mình cho vào ngăn mát hoặc ngăn đá mình đem ra ngoài mình để cho nó bớt lạnh mình xài được nha. Mình phải sơn trên chảo cho nó dẻo lại. Đó là những lưu ý mà các bạn bảo quản và sử dụng. Nhân này rất là ngon, rất là dẻo. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với cách sơn nhân đậu đỏ để mình làm bánh trung thu, hoặc là bánh bía, hoặc là bánh trung thu dẻo nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.